Đài Sài Gòn Network TV 51.3 hân hạnh giới thiệu chương trình Sức khỏe tâm thần để giới thiệu đến các bạn bệnh mất ngủ, bệnh trầm cảm, bệnh lãng trí, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh tự kỷ, bệnh lưỡng cực, cùng nhiều bệnh khác. Cùng với bác sĩ Hải Lê, Elizabeth Thi Nguyễn, Trần Văn Thọ, Teresa Bùi, Nam Nguyễn. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần. Với tôi là Tom Hoàng của đài SGN 51.3. Trong phòng studio có bác sĩ Teresa Bùi và bác sĩ Hải Lê. Chào hai bác sĩ. Dạ vâng, Teresa xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chào luật sư Tom, chào bác sĩ Hải. Dạ, mình là bác sĩ Hải, cũng kính chào quý khán giả. Chào luật sư Tom, chào bác sĩ Teresa Bùi. Mỗi một tuần mình có một đề tài khác, ngày hôm nay mời bác sĩ Hải giới thiệu đề tài. Dạ, thưa anh Tom, thưa bác sĩ Teresa, là quý khán giả là đề tài ngày hôm nay là về uống bia rượu. Thế nào là uống bia rượu mà quá đến mức mà gọi là cần phải tìm đến gọi là chữa trị hoặc là sự giúp đỡ của ngành tâm thần hoặc là ngành trong ngành y tế nói chung, và uống bao nhiêu là quá nhiều và cách chữa trị như thế nào, đó là đề tài ngày hôm nay. Dạ vâng, thì dĩ nhiên khán giả theo dõi chương trình sẽ có thắc mắc liền. Lâu lâu tôi uống một ly rượu, mỗi chiều uống một ly rượu, mỗi một tuần uống hai ba lon bia lúc đi ăn tiệc, cái đó có phải là bệnh nghiện rượu không? Dạ, thưa quý khán giả và thưa anh Tom, rằng là cái về mặt y khoa nói chung á, uống thế nào là nhiều quá, uống thế nào là chấp nhận được, vì rượu bia là có mấy nghìn năm nay rồi, tức là người ta cũng uống là ở mức độ nào đó là được gọi là tốt cho sức khỏe hoặc không có hại. Thì nói chung người nào mà đến hoặc là dưới 65 tuổi trở xuống thì là họ nói rằng là đối với đàn ông á, là không có nên uống quá 14 là gọi là bia, lon bia gọi là 14 bia một tuần, tức là lon bia gọi là 12 ounce của Mỹ này là không quá 14 lon, một ngày không quá 4 lon. Đó là đối với người đàn ông dưới 65 tuổi. Còn nếu như trên 65 tuổi thì là một ngày không uống quá 3 lon, và là một tuần là không quá 7 lon. Thành ra nếu như mà mình uống quá cái mức độ đó là được gọi là uống có thể gây hại cho sức khỏe. Còn nếu như mà mình có bị bệnh thôi, chẳng hạn gan hay thế này thì kia nó nữa, thì cái số lượng bia và rượu xuống là còn thấp hơn chừng đó nữa. Bác sĩ Hải nói là đàn ông là một tuần được 14 lon, nhưng mà đàn bà thì một tuần chỉ có 7 lon thôi. Cho nên một nửa số đàn ông, cho nên đàn bà nếu mà uống cùng số với đàn ông thì không có được. Có lý do tại sao mà đàn ông với đàn bà khác nhau không? Dạ vâng, tại vì cái metabolism, cái cơ thể của người đàn bà với người đàn ông khác nhau, cái số lượng nước trong cơ thể khác nhau, cái lượng mỡ trong cơ thể nó khác nhau. Cho nên khi mà một người đàn bà uống, là một người đàn bà trung bình so với một người đàn ông trung bình uống, thì cái lượng lượng alcohol, lượng bia rượu trong người đàn bà nó sẽ, cái nồng độ nó sẽ cao hơn là so với một người đàn ông. Thì đại khái như để cho mình có một cái mức nào đó để mình biết rằng là bia thì có nhiều cỡ khác nhau, cỡ nhỏ, cỡ to, hoặc là mình có nhiều loại rượu mà tùy theo nồng độ, nhưng chung á, thì một cái một shot là khoảng một lon bia. Đó là rượu mạnh đúng không ạ? Gọi là liquor đúng không ạ? Dạ, liquor, dạ. Còn cái rượu mà hoặc là rượu mà rượu đỏ chẳng hạn, rượu ván á, thì là một cái ở Mỹ đây là có cái gọi là cái ly uống rượu, thì một ly đó cũng là một cái một gọi là một bia. Thì ngang với một lon bia. Dạ. Trong bia đó có loại bia mạnh và loại bia không mạnh. Tao nghe nói như vậy thôi, tao không biết, nhưng mà như vậy có thay đổi là bao nhiêu lon không? Cái nồng độ mà luật sư Tom nói đó, cái 12 ounce bác sĩ Hải nói là cho 5%, cho các loại bia 5%. Ví dụ như cái loại bia mà mình uống nó mạnh hơn 10%, 15% thì mình phải giảm đi, nó tùy theo cái đó. Dạ, tại theo Tom biết thì có những bia nhập cảng thì nó mạnh hơn là bia thường. Bia ở Mỹ này có thể là như vậy. Từ nãy giờ mình nói là một lon bia 12 ounce. Đó. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi muốn hỏi rõ để tí nữa mình bàn. Một ly rượu
rượu van là wine đó, là ngang ngang nhau. Còn rượu mạnh liquor là một shot, là một shot là cỡ nhỏ nhỏ vậy phải không ạ? Là cũng ngang. Một ounce rưỡi. Dạ. Thì đó ngang ngang nhau. Mỗi một tuần mời bác sĩ lặp lại là nếu mà hơn cái số định nào thì mình có thể nên để ý là bị nghiện. Cái này thì cái con số này lên cho nó biết mình uống là quá nhiều hay là quá ít, có hại sức khỏe hay không hại sức khỏe. Còn nghiện thì là nó có một loạt những cái triệu chứng mà mình phải biết, còn cái số lượng thì chưa chắc. Chỉ là gọi là có hại sức khỏe hay không có hại sức khỏe thôi. Dạ, cái này là về mặt y khoa. Còn về mặt mà khi mà định nghĩa mà là có làm dùng nghiện á, thì là có một cái những cái yếu tố khác nữa. Tính cái yếu tố này thì trong sức khỏe tâm thần đã nói rất là rõ. Ví dụ như là mình uống mà mình không có cái khả năng mà giảm được. Ví dụ như một ngày uống 10 lon bia mà mình cố gắng giảm, mình giảm không được. Còn là một những yếu tố, cái yếu tố thứ hai nữa như khi uống nhiều quá là uống nhiều, cần phải uống thêm để mà say hay chẳng hạn. Rồi là uống mà bất chấp cái công việc hoặc là gia đình, tức là gia đình lộn xộn vì bia rượu mà vẫn cứ tiếp tục uống. Hoặc là mình uống mà đi làm là bị trễ rồi chẳng hạn, hoặc là không có làm việc được. Còn những cái yếu tố khác này, ví dụ như là uống mà quá mức mình định kiểm, mình dự định ban đầu. Thế là ban đầu mình dự định là uống 5 chai, mình thành chai trăm kéo chai ngoài rồi chẳng hạn, là mình uống nhiều lên thành 10 chai, hoặc là uống thời gian kéo dài. Không có khả năng mà mình giảm số lượng bia rượu xuống lại được. Không uống thì nó bị gọi là withdrawal, là mình bị những cái triệu chứng như là thể thèm hoặc là bị run tay run chân chẳng hạn, rồi nhức đầu rồi chẳng hạn. Đó, thì một loạt những cái triệu chứng đó nó dựa vào có bao nhiêu triệu chứng thì người ta chẩn đoán cho mình có bệnh hay không. Còn có những cái bệnh khác, ví dụ như là người có nhiều người uống mà người ta em kiểu là 5-7 tuần mà uống một lần, nhưng mà uống một lần rất là nhiều, thì cái đó là thuộc dạng là uống binge. Quá độ. Mà cái đó có thể là có những người đó chưa chắc là họ đủ cái tiêu chuẩn để mà bác sĩ sẽ nói là người này bị nghiện, nhưng mà có thể là bác sĩ sẽ nói là cái người này đủ cái criteria, đủ những cái tiêu chuẩn là lạm dụng rượu bia. Tại vì cái lạm dụng nó khác với cái nghiện, nhưng mà từ cái lạm dụng nó có thể đưa ra cái nghiện. Mình có biết là bao nhiêu phần trăm của những người trong nước Mỹ này bị không ạ? Hay là bao nhiêu người bây giờ đang bị bệnh đó không ạ? Ở trên thống kê thì trên 130 triệu người uống rượu thường xuyên, nhưng mà cái thống kê này là nó tính luôn cả từ con nít, là từ trên 12 tuổi trở lên. Thì mình biết là cái luật ở đây là con nít dưới 21 tuổi là không có được uống bia, nhưng mà cái sự thật đó là rất là nhiều đứa con nít lấy bia của cha mẹ, lấy bia của ông bà ở trong nhà, hoặc là mua bia ở ngoài mà họ cũng uống, cho nên cái con số nó rất là cao. Chỉ có khoảng chừng 20% của những người mà bị nghiện rượu nặng được chẩn đoán thôi, mà trong số 20% đó chỉ có khoảng chừng 20% là được chữa trị. Coi như là cái con số mà mình biết là người ta nghiện rượu và cái con số mà cuối cùng mà chịu đi chữa bệnh nghiện nó rất là nhỏ so với lại tất cả những người mà nên cần được cái sự giúp đỡ. Làm sao mà mình biết được là cá nhân mình có thể bị nghiện hay là người thân của mình bị nghiện? Thì là như mình nói là có những cái triệu chứng mà mình thấy có thể rõ được á, là hồi xưa thì người ta có cái gọi là case questionnaire, là 4 câu hỏi mà nếu như mà trúng 2 câu mà trả lời mà gọi là trúng có thật á, là có thể bị bệnh. Ví dụ là không có khả năng giảm bia rượu xuống, tức là nói đi uống một ngày 5 chai cho vui thôi, nhưng mà xuống 3 chai là không được chẳng hạn. Đó là cái thứ hai nữa, đó là cảm thấy là bực mình, khó chịu khi mà người khác nói mình là mà về chuyện uống bia rượu của mình. Cái câu hỏi thứ ba nữa, đó là buổi sáng dậy là thèm rượu, thèm bia liền, là cần phải uống. Cái câu hỏi thứ tư nữa, đó là mình có cảm thấy tội lỗi về cái việc uống bia uống rượu của mình hay không. Thì người ta nói rằng mà nếu như anh trả lời 2 câu mà yes thì trong trở lên trong bộ câu đó thì là khả năng là anh bị nghiện rượu rất là cao.
Không bắt buộc phải 4 câu, chỉ có 2 câu thôi. 2 trở lên, tức là trả lời 2 câu, 2 hoặc 3 hoặc 4. Khi mà một người uống rất nhiều hay uống quen rồi, rồi tự nhiên ngừng, chuyện gì xảy ra? Thì thưa quý khán giả và anh Tom và bác sĩ Teresa Bull, khi mình uống nhiều quá mà uống lâu đó, cái bộ não mới nó quen dần dần. Ví dụ như khi mình mới uống thì là một lon bia có thể mình thấy cảm thấy ngà chẳng hạn, nhưng mình uống quen lâu năm thì thành 10 chai là vẫn như là bình thường. Đó. Có những người bị uống nhiều quá, uống lâu quá mà muốn bỏ đó, bỏ đột ngột, tức là bỏ liền đó, thì ngày hôm sau là bị gọi là bị withdraw, tức là cái bộ não mình nó quen có bia có rượu rồi, thành ra chỉ mà ngừng lại là mình như khi cái gọi là cái vital sign, tức là huyết áp hoặc là nhịp tim nó vậy đó, nó cũng thay đổi. Có như lúc là người mình bị nhức đầu, có như lúc là tay chân nó run, có như lúc thì mình có thể bị đau một chút, cảm thấy rất là khó chịu. Còn mà nếu như mà để lâu quá, trong trường hợp mà có một số người mà uống bia uống rượu nhiều đó, mà đi gặp bác sĩ hoặc là ít khai là ngoài khai ít chẳng hạn, như thế xấu hổ á, khi mà nhập viện vào mà thì trong bệnh viện không có bia có rượu, hoặc là có những người nhập viện vào để có giải phẫu đó chẳng hạn, thì mà nếu như mình khai không có đúng bác sĩ, thì nghe theo lời khai của mình đó, mà không có bia có rượu, thì một vài ngày sau có thể biến chứng qua gọi là delirium tremens. Thì cái này nó rất là nguy kịch. Có thể làm cho mình nổi sạm, nổi bầy chẳng hạn, rồi cái gọi là cái thông số về gọi là vital sign của mình nó cũng có thể bị rối loạn, mà cũng có thể dẫn đến tử vong. Thành ra những người mà uống rượu bia lâu ngày đó, khi mà muốn mà tức là detox và muốn giảm lại cái số rượu bia rượu uống, thì có những người ta phải cần vào nhập viện để mà detox. Có những lúc detox có thể làm gọi là outpatient cũng được. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát với bác sĩ Teresa Bui và bác sĩ Hải Lê với đề tài ngày hôm nay là alcoholism, là nghiện rượu.